màu cuối cùng của mã này là màu đỏ đô các chị, một cái tông màu đỏ trầm, mặt rất sang và không sợ là bị chói màu nha. Mẫu này thì bên em vẫn phối cho các chị mình là 4 tà áo, 2 tà trước, 2 tà sau. Bên ngoài sẽ là tà lưới nè, bên trong là tà vải von lụa nha. Chất liệu von lụa thì mềm, mịn, có độ rũ, mặt rất là mát và đặc biệt nữa là ít nhăn, ít nhào vải nha. Phía trong là chân váy may dáng A, hai lớp cho em, chất liệu của phần chân váy thì giống như chất liệu của áo. Và phần lót bên trong sẽ là vải lụa cô tông các chị nha. Điểm nhấn của mẫu này là phần họa tiết ở ngay eo. Cái phần họa tiết ngay eo này bên em sẽ phối cho các chị họa tiết hình chữ V như thế này, để khi các chị mình mặc lên á, nó sẽ có cái phần eo thắt eo nhìn nó sẽ rất là gọn, cảm giác là nhìn ảo cái phần eo của mình hơn. Và mặt trên này sẽ là hoa thêu cùng màu với áo nha. Cổ tròn, viền phối ren ở phía dưới nè. Các chị yên tâm là không có sợ là bị hở đâu nha. Em hơi ốm nên là thường là em mặc phần cổ nhìn sẽ hơi rộng hơn các chị mình một xíu. Mẫu này có 5 size, 45-75kg các chị mặc vừa. Em có màu da là 1 nè, màu mận là 2, màu đen là 3 và tông màu em đang mặc màu đỏ đô nữa là 4. Tất cả các gam màu này em đều có đủ 5 size cho mình luôn nha. Hiện tại đang có chương trình ưu đãi cho các chị. Chị nào đặt hàng để lại cho em hai thông tin, số điện thoại, mã sản phẩm để bên em tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nơi cho các chị mình nha.